có đỡ nhẹ hay là gì đó, vô lúc mát đúng không? Đó là cái thứ mà bởi vì nhiều cái thôi mà có nhưng mà không ai thích đúng rồi. Khi anh đọc cái nó khó em là cái người đầu tiên chọn cái đầu tiên gạo lên cao anh sẽ đắp đi anh chạy lưới cho. That's my point. Okay. Khi mà chuyện đó anh cần cao thì most likely anh sẽ okay. Hiểu không? Mà khi anh cứ chắc chắn là gần tới 11.